Thưa quý vị, Việt Nam với bề dày lịch sử hàng ngàn năm đã trở thành cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có điện ảnh. Dòng phim lịch sử là dòng phim không thể thiếu của mọi nền điện ảnh. Tuy nhiên, làm phim lịch sử chưa bao giờ dễ dàng bởi sự hấp dẫn, mới mẻ đã trở thành một thách thức lớn với các nhà làm phim. Những năm gần đây, việc một số đạo diễn quyết tâm chinh phục mảng đề tài lớn này và gặt hái những thành công đã mang lại tín hiệu đáng mừng về sự tiếp nối và phát huy giá trị truyền thống. So với nhiều nền điện ảnh phát triển trong khu vực và thế giới, phim lịch sử Việt Nam vẫn thua ở một khoảng cách khá xa. Số lượng phim lịch sử Việt thực sự có khả năng hấp dẫn khán giả vẫn còn rất khiêm tốn. Chúng ta thua thế giới trong cách làm phim lịch sử vì nhiều yếu tố như phim trường, kịch bản, kỹ xảo. Dòng phim chiến tranh lịch sử thì nó đòi hỏi một cái kinh phí rất là lớn. Nó không chỉ là ở việc mình phải tái tạo bối cảnh mà nó còn là ở phục trang, ở những cái đạo cụ đúng cái thời kỳ đó. Cái khó khăn thứ hai là cái sự quan tâm của khán giả dành cho cái thể loại này. Ở Việt Nam thỉnh thoảng mới có một phim lịch sử, thỉnh thoảng mới có một phim chiến tranh, thì tôi nghĩ chính điều đó nó chưa tạo nên được một cái sức hút riêng của cái dòng phim này đối với khán giả. Mới đây, bộ phim Đào, Phở và Piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn ra mắt khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Để có thể tái hiện không khí trận chiến quyết liệt bảo vệ Hà Nội trong 60 ngày đêm, từ cuối năm 1946 đến 1947, ekip thực hiện phim Đào, Phở và Piano đã dựng một trường quay với quy mô lớn tại Vĩnh Phúc. Sau hơn 5 tháng thi công, một bộ phim trường với bối cảnh là những ngôi nhà phố cổ Hà Nội thập niên 1940, cửa hàng tạp hóa, hiệu may, quán ăn, thậm chí có cả xe tăng, toa tàu điện đã được tái hiện. Đề tài chiến tranh là đề tài mà rất là khó khai thác, khó khăn là tái hiện được cái không khí lịch sử vừa chân thực nhưng mà vừa mới mẻ, chân thực để chúng ta đáp ứng lại những cái câu hỏi của lịch sử cần phải trả lời, nhưng mà mới mẻ để mà cho cái thế hệ khán giả ngày hôm nay xem và thấy chấp nhận được, đấy là cái khó khăn nhất. Đào, Phở và Piano tụng ca tình yêu và cái đẹp, đi vào thân phận con người trong những tình huống ngặt nghèo của số phận. Bộ phim của đạo diễn Phi Tiến Sơn như một khúc tráng ca về một thời dành tặng cho Hà Nội, mang lại cho khán giả nhiều xúc cảm. Ngày hôm nay trong bộ phim này có những cái cải tiến về mặt kỹ xảo để cả trở nên chân thật hơn và giúp khán giả hình dung tốt hơn. Phim của đạo diễn Phi Tiến Sơn này tôi thấy rất hay. Nó chỉ là xảy ra trong một ngày, một câu chuyện rất là kịch tính. Phim này tốt. Trước Đào, Phở và Piano, một số phim lịch sử khác cũng được khán giả hưởng ứng như Bình Minh Đỏ của đạo diễn Thanh Vân hay Truyền Thuyết Quán Tiên của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Thực tế cho thấy, khán giả Việt Nam rất quan tâm đến dòng phim cách mạng và nền điện ảnh Việt cần nhiều hơn những bộ phim như thế. Bởi ngoài mang yếu tố giải trí, các bộ phim còn kể câu chuyện về lịch sử dân tộc, gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn với tiền nhân. Làm thế nào đó để thế hệ ngày hôm nay, các bạn trẻ ngày hôm nay vừa thích thú với lại cái bộ phim và qua đó hiểu được về lịch sử. Đấy là cái điều rất là quan trọng và cái đó là trách nhiệm của những người làm phim. Để cho người Việt mình hiểu sử mình, đấy mới là thành công. Hãy ngược trở lại nữa đi. Lịch sử mà, trở về cái thời của cha ông ta đi. Tại sao chúng ta không làm những cái phim lịch sử xa xưa rất cần. Hy vọng bằng sự dấn thân, nỗ lực vượt khó và sức sáng tạo của những người làm phim sẽ đưa các tác phẩm phim lịch sử đến với nhiều người xem hơn, để không chỉ thưởng thức tác phẩm mà người xem còn thêm hiểu và trân trọng lịch sử đất nước. Tín ngưỡng thờ mẫu có chiều dài lịch sử hàng ngàn năm, qua quá trình tiếp biến văn hóa, tín ngưỡng này trở thành di sản văn hóa phi vật thể riêng có của Việt Nam. Họa sĩ Trần Tuấn Long là một trong số ít những người đã đưa di sản tín ngưỡng thờ mẫu vào nghệ thuật. Hơn 20 năm bền bỉ với một đề tài đầy sáng tạo, những uy nghi, thâm nghiêm cùng những sắc thái rộn ràng vui tươi trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt đã được anh thể hiện qua những gam màu của sơn mài một cách sinh động và lôi cuốn.
bộ môn nghệ thuật kết hợp từ hai nghề thợ và họa sĩ. Về kỹ thuật cần chất thợ, còn tạo hình cần chất họa sĩ. Họa sĩ Trần Tuấn Long là người có khả năng làm chủ kỹ thuật tạo hình và kỹ thuật nghề sơn mài, điều mà không phải bất cứ ai làm sơn mài cũng có thể đạt được. Sinh ra ở Quảng Ninh, là truyền nhân của cố họa sĩ sơn mài Trần Tuấn Lân, người đào tạo phong trào họa sĩ cho công nhân mỏ. Từ nhỏ, họa sĩ Trần Tuấn Long đã được tiếp cận với sơn mài. Thì là từ bé theo ngồi bên cạnh sơn mài thì của ông vẽ thì ông cũng là sai mình, nhờ mình là nghiền màu rồi gắn trứng rồi các thứ bắt đầu tiếp xúc. Thì mình cũng thấy thú vị. Thế sau đó thì có được ông gửi gắm ở chỗ họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, thấy tôi là có cái đam mê, cái yêu thích về sơn mài thì là họa sĩ Bùi Tuấn Thanh mới động viên tôi là học tham gia ôn thi ở trường đại học mỹ thuật và sau đó là thi đỗ thì từ đó trở đi ra cứ là nó theo cái nghiệp sơn mài mình đam mê mình thích. Nói về họa sĩ Trần Tuấn Long ấy, thì có hai điều tôi cần nói. Thứ nhất là nếu ai hiểu về tranh sơn mài và công phu để làm ra được một bức tranh sơn mài, nó mất thời gian và nó khó đến mức độ như nào. Thứ hai nữa là với cái kỹ thuật của anh Trần Tuấn Long thì không chỉ học ở trong trường không đủ hết được. Anh Trần Tuấn Long là còn được thừa hưởng từ bố của anh Trần Tuấn Long là họa sĩ Trần Tuấn Lân, sau đấy còn được thừa hưởng của thầy, người thầy ở ngoài của anh Trần Tuấn Long nữa. Đấy, cho nên là với cái kỹ thuật của anh Trần Tuấn Long hiện nay thì rất ít người có được kỹ thuật vẽ sơn mài mà vẽ theo lối truyền thống. Sáng tác rất nhiều đề tài, họa sĩ Trần Tuấn Long đã tham gia hàng chục triển lãm về tranh sơn mài ở trong và ngoài nước, đồng thời là chủ nhân của nhiều giải thưởng mỹ thuật. Nhưng anh được nhắc đến nhiều hơn cả ở mảng đề tài tín ngưỡng thờ mẫu. Trần Tuấn Long đã mang những giai điệu tiết tấu của nhạc văn cùng những nghi thức nhập đồng vào các tác phẩm tranh sơn mài một cách đầy khéo léo. Quá buộc của những nghệ sĩ Trần Tuấn Long vẽ lên đồng thì cái sự ma mị ở trong trên đấy nó cuốn hút người tưởng làm dùng cái thủ pháp đồng hiện, bởi vì mọi cái thứ không gian từ không gian âm cho đến không gian dương, cho đến không gian ảo, cho đến không gian thật, nó đều xuất hiện. Trong suốt hơn 20 năm gắn bó với đề tài tín ngưỡng thờ mẫu, họa sĩ Trần Tuấn Long đã tham dự nhiều buổi hầu đồng ở khắp các làng quê Việt. Nhưng có lẽ cơ duyên lần đầu được biết tới tín ngưỡng này vẫn luôn đọng lại trong tâm trí anh những kỷ niệm khó quên. 1998 là ngày đấy là tôi đang dạy một cái người bạn tôi, một cái cậu người Mỹ là sang đây là học về sơn mài. Tôi rủ về quê tôi, về Quảng Yên. Chỉ có buổi tối tôi rủ cậu ấy ra cái bến phà rừng. Thì ở đấy là có một cái đèn vua bà là rất linh thiêng. Tự nhiên lại thấy là có cái ánh đèn le lói và có tiếng hát, tiếng đàn nhưng mà rất nhỏ thôi. Tò mò vào thì đã thấy đang có một cái buổi diễn sướng hầu đồng. Thì tự nhiên mình xem, mình tự nhiên cảm giác là rất là cuốn hút. Mình về thì mình nảy ra trong đầu là mình phải vẽ về cái nghi lễ. Có thể nói rằng sau bức tranh đầu tiên ấy, suốt những năm tháng qua, Trần Tuấn Long vẫn bền bỉ đi trên con đường khó, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc để mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn của tín ngưỡng thờ mẫu riêng có của người Việt. Mãi đến tháng 3 năm 2017, loạt tranh hầu đồng với tên gọi Giá Thánh của họa sĩ Trần Tuấn Long mới chính thức ra mắt và gây ấn tượng mạnh với người yêu hội họa. Xem tranh của Trần Tuấn Long, dù với những người không có nhiều kiến thức về hội họa, nhưng vẫn bị lôi cuốn với những khăn trầu, áo mũ với giá hầu quan Hoàng VII, Hoàng X qua nét vẽ của Trần Tuấn Long. Những nghi lễ hầu đồng trở nên sống động và gần gũi. Cũng là vất vả đấy, có những cái triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Tôi gửi tranh tham dự thì họ loại ngay từ đầu. Thì họ bảo là đây là tuyên truyền cho mê tín. Nhưng mà buồn, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ không vẽ về đề tài đó. Thầy bạn
tôi vẫn cứ vẽ. Tôi nhìn nhận bằng cái điều khác. Tôi nhìn nhận đó là một cái nét văn hóa là duy nhất riêng Việt Nam mình. Và nó là một cái nét văn hóa rất là đáng quý. Bản thân tôi cũng là một người đi theo đạo mẫu, cho nên là tôi hiểu được cái vấn đề về đạo mẫu. Để vẽ đạo mẫu đến bản thân tôi cũng không dám vẽ. Vì với những người theo đạo mẫu thì đó là cái vấn đề gì đấy nó rất là cao siêu. Nhưng anh Trần Tuấn Long đã có được cái sự dũng cảm để vẽ đạo mẫu, rất có linh hồn của đạo mẫu ở trong đấy. Nên là đến khi xem cái bộ hầu đồng của anh Trần Tuấn Long thì là tôi rất xúc động. Những tác phẩm về hầu đồng của anh ấy nó vừa cô đọng khúc khiết và nó biểu đạt tất cả những cái tinh thần rõ rệt nhất để mà đến một người không hiểu về hầu đồng, người ta cũng có thể hiểu được rằng tinh thần văn hóa của hầu đồng nó như thế nào. Sau đó thì người ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về hầu đồng, về cái thứ nghệ thuật cực kỳ đặc biệt này. Những huyền ảo hư vô, những đường nét khi ẩn khi hiện trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu được họa sĩ Trần Tuấn Long biểu đạt qua chất liệu sơn mài một cách ấn tượng. Trong sáng tác đề tài này, Trần Tuấn Long lấy các chi tiết trang trí trong tín ngưỡng thờ mẫu làm nền, kết hợp cùng không gian linh nghiêm nơi điện thờ, tạo nên vẻ đẹp cho những bức tranh. Cái series tranh Giá Thánh của anh Trần Tuấn Long cũng là một cái đóng góp thành công cho một cái hướng rằng là ở trong cái hội họa đương đại nó cũng vẫn mang cái màu sắc tín ngưỡng của người Việt. Và như chúng ta biết ấy, hình tượng người mẹ cho đến lúc này được coi như đấy mới là cái quốc giáo tôn thiêng của người Việt. Nó cũng làm cho cái tiếng nói của sơn mài có một ngữ điệu lạ, nó cứ thăm thẳm ở một cái cõi nào đấy hiện hình lên ở trên cái mặt bóc. Mình cũng là một người học sơn mài trong trường, thì thứ nhất là rất là nể anh Long về cái sức làm việc này, về cái tinh thần làm việc và về cái kỹ thuật làm tranh sơn mài của anh Long. Kỹ thuật thì là của anh Long thì kỹ thuật sơn mài truyền thống, nhưng anh Long anh đẩy nó cao lên thì anh tả rất là kỹ được. Chất liệu sơn mài truyền thống thường thường nó có những hạn chế về miêu tả, về tỉa các thứ á, thì là anh ấy làm được cái điều đấy, đem đến cái sự hiểu biết rõ hơn về hầu đồng qua cái hình thức hội họa của anh ấy. Và cái điều này là cái điều rất quan trọng để người dân và cái người xem và người nghe, hay là người ta muốn tìm hiểu cái về nghệ thuật hầu đồng này, người ta được hiểu rõ hơn về thế nào là đúng, thế nào là sai và cái nào là hợp lý và không hợp lý ở trong cái nghệ thuật này. Từng lớp màu trồng chất, đan xen, hòa quyện vào nhau, nổi bật lên chủ thể tác phẩm là các giá thánh. Mỗi nhân vật mang một hình ảnh khác biệt, được biểu đạt qua màu sắc, thần thái mà phải qua nhiều lần tham dự các nghi thức lên đồng, Trần Tuấn Long mới rút tỉa ra được những chi tiết đắt để thể hiện từng đường nét tinh tế vào tác phẩm. Những năm gần đây, quan niệm về việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu đã có nhiều thay đổi theo hướng cởi mở hơn. Trần Tuấn Long cũng cảm thấy tự tin, thoải mái hơn trong việc sáng tạo. Đặc biệt là sau khi UNESCO công nhận việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đã có nhiều người trong và ngoài nước tò mò, thích thú đối với những bức tranh sơn mài khổ lớn của anh về đề tài này. Trần Tuấn Long cũng là họa sĩ duy nhất thành công trong những cái tác phẩm sơn mài về đạo mẫu Việt Nam. Cũng là một cái cơ duyên, anh đến với đạo mẫu, anh đến với những cái giá đồng để có thể thực hiện bằng cái ngôn ngữ của sơn mài. Mà sơn mài như chúng ta biết, tức là cái không gian âm hết sức quan trọng, mà cái đĩa màu lại càng quan trọng nữa để mà có thể là thực hiện thành công các cái tác phẩm về các giá đồng. Và vậy mà tôi cho rằng là đây, trong cái xu thế phát triển đa dạng của nền nghệ thuật đương đại Việt Nam, thì đóng góp của Trần Tuấn Long cũng là một cái lộ trình riêng mang cái màu sắc tín ngưỡng
mà cái màu sắc tiên ngưỡng thì lâu nay ở trong tranh của hội họa đương đại, của các tác phẩm đương đại cũng rất ít, nó chỉ thấp thoáng. Họa sĩ Trần Tuấn Long dành nhiều thời gian đi thâm nhập thực tế ở những nơi thờ tự, bản điện để tìm hiểu và thực hiện nhiều cuộc nói chuyện với các nhà nghiên cứu tín ngưỡng thờ mẫu, các thanh đồng. Nhiều lần được sống trong không khí thực ảo khó phân định, anh đã có cho mình những cảm quan riêng về một thế giới tâm linh huyền hoặc. Để rồi khi tái hiện không khí ấy vào tác phẩm, vẫn còn nguyên cảm giác phiêu du, siêu thực, đầy mê đắm, với gam màu đỏ, vàng chủ đạo, với lửa khói hương trầm, với những xênh sang áo mũ, với những vũ điệu ngập tràn sự thăng hoa của cảm xúc. Rất thích cái tác phẩm Hầu Đồng của anh. Trong quá trình cái quãng của anh sáng tác, anh làm ở trong bối cảnh đấy, nó không cũ, mà nó lại kết nối được cái đời sống đương đại của chúng ta bây giờ. Thế là một cái nét đặc biệt. Theo đuổi cái đề tài đấy của anh Long ấy thì là nó là một cách rất là tốt luôn, là để gìn giữ và phát huy cái truyền thống của mình. Tại vì mình nghĩ là cái đạo mẫu là cái đạo thuần Việt, để mọi người nhìn thấy là đấy nó là một cái văn hóa, chứ không phải là trước kia là cứ nghĩ nó là mê tín dị đoan, cứ nghĩ nó là một cái hủ tục thế này thế kia. Thế nhưng mà rõ ràng là sau khi là được công nhận này, sau đấy là có những triển lãm nghệ thuật rất là nghiêm túc về cái đấy thì mọi người sẽ có cái nhìn khác. Các giá đồng qua nét bút sơn mài là một nghệ thuật mang tính phương Đông, nhưng trong tranh của Trần Tuấn Long lại toát nên nét đẹp hiện đại, truyền thống, đan xen, nhưng không hề mâu thuẫn mà nó hỗ trợ cho nhau cùng tỏa sáng. Đây chính là điều thành công của Trần Tuấn Long. Năm 2017 tôi đã bày cái triển lãm cá nhân đầu tiên. Thế là đầu năm vừa rồi là năm 2023 là tôi làm cái triển lãm cá nhân lần thứ hai, là cũng là tiếp tục vào cái mạch này, mạch về đề tài tín ngưỡng thờ mẫu. Về kỹ thuật, về tạo hình thì là có những cái một số cái thay đổi của quá trình của tôi làm việc. Thế còn đâu là tư tưởng xuyên suốt thì là tôi vẫn là ca ngợi những cái nhân vật ở trong các giá hầu, và đấy là một sự biết ơn đối với tiền nhân, đối với các bậc thánh nhân. Với ngòi bút sơn mài thuần thục, những nét vẽ của họa sĩ Trần Tuấn Long thăng hoa cùng các giá đồng ở những không gian thiêng nơi cửa đền, cửa phủ. Với đĩa màu biến ảo của sơn mài truyền thống Việt, Trần Tuấn Long đã dẫn dắt, đan cài những hình hài bí ẩn, đưa người Trần vào bóng thánh. Các tác phẩm sơn mài độc đáo của họa sĩ Trần Tuấn Long truyền tải thông điệp về gìn giữ, phát huy những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời đã viết tiếp một trang đẹp đẽ cho dòng tranh thánh mẫu trong nền hội họa đương đại Việt Nam thế kỷ 21.